Nghệ sĩ Thành Lộc cạch mặt lễ trao giải Mai Vàng vì có sự hiện diện của Dr. Thanh. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc từ chối tham dự lễ trao giải Mai Vàng vì trên thư mời của ban tổ chức có sự hiện diện của nhà tài trợ Dr. Thanh, thương hiệu của Tân Hiệp Phát. Giải thưởng Mai Vàng lần thứ 22 do báo Người Lao động tổ chức diễn ra vào tối 20 tháng 1 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải thưởng uy tín ở lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc và sân khấu, chính thức ra đời vào năm 1995, được nhiều nghệ sĩ ủng hộ. Tuy nhiên, hôm 12 tháng 1, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc bất ngờ viết trên trang cá nhân: "Xin lỗi ban tổ chức vì không thể đến dự lễ trao giải." Phù thủy sân khấu thẳng thắn cho biết nguyên nhân là do sự hiện diện của một nhà tài trợ, nhãn hàng Dr. Thanh thuộc công ty Tân Hiệp Phát. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cho biết anh không muốn câu chuyện bị khai thác nhiều, làm ảnh hưởng đến uy tín chương trình, bởi trước đây anh từng nhiều lần đạt giải thưởng cao quý của Mai Vàng ở lĩnh vực sân khấu, từ vai trò diễn viên đến đạo diễn. Người được mệnh danh bậc thầy sân khấu khẳng định anh phản ứng với tư cách một người tiêu dùng nên vấn đề không cần phải bàn luận thêm. Phản hồi lại, ông Hữu Thân, đại diện ban tổ chức nói với Zing.vn: "Mỗi năm, nghệ sĩ cũng thường cạc xô vì đã lỡ ký kết trước đó nên không đến tham dự lễ trao giải Mai Vàng và thường thông báo trước. Anh Thành Lộc là chuyện của cá nhân nghệ sĩ, chúng tôi không thể ép được. Ban tổ chức mời vì Thành Lộc có trong danh sách đề cử và chúng tôi mời tất cả ứng cử viên đến tham dự. Nhưng việc đến đây hay không là của họ, không ảnh hưởng gì đến chương trình", ông Hữu Thân nói thêm. Lần đầu chạm mặt sau cãi vã nảy lửa, Lâm Chi Khanh phản ứng bất ngờ khi Hương Giang Idol bị chê xấu. Hương Giang Idol và Lâm Chi Khanh suýt kiện nhau ra tòa, vậy khi gặp mặt thì hai người phản ứng thế nào? Cách đây một thời gian, Hương Giang Idol và Lâm Chi Khanh đã vướng phải lùm xùm gây chú ý và còn suýt kiện nhau ra tòa. Cụ thể, Lâm Chi Khanh có một đoạn ghi âm của một người lăng mạ, chửi bới mình và cô cho rằng đó chính là Hương Giang Idol. Ngoài ra, cô còn nói sẽ nhờ đến luật sư, công an can thiệp để lấy lại danh dự. Còn Hương Giang cho biết mình không hề làm những chuyện đó và sẽ kiện Lâm Chi Khanh tội vu khống. Sau đó, mọi chuyện đã chìm vào im lặng, hai người không đề cập đến nhau và khán giả cũng chưa có một đáp án chính xác đâu mới là chân tướng của sự việc. Hương Giang và Lâm Chi Khanh là chị em tốt trước kia, hai người tình cảm và thân thiện. Sau lùm xùm này, chắc chắn tình cảm chị em Hương Giang và Lâm Chi Khanh đã không còn như trước. Mới đây, hai người đẹp chuyển giới này đã cùng góp mặt trong một sự kiện. Tuy nhiên, vì quy mô lớn và có quá nhiều khách mời nên Hương Giang và Lâm Chi Khanh cũng không hề bận tâm với nhau. Mỗi người tỏa sáng theo một cách riêng của mình, coi như không có sự hiện diện của người còn lại. Lần đầu tham dự cùng một sự kiện sau xích mích, hai người vẫn tỏ ra bình thường. Hương Giang chọn đầm đen khoét, sẽ táo bạo thì Lâm Chi Khanh mặc đầm quay kín đáo hơn. Khi về nhà, Lâm Chi Khanh đã khoe loạt ảnh gợi cảm của mình tại sự kiện đó lên trang cá nhân. Ở phần bình luận, một fan của nữ ca sĩ đã đăng hình ảnh của Hương Giang Idol. Ngoài ra còn dùng những từ thiếu thiện cảm như dự sự kiện danh giá chứ không phải tụ điểm quán bar, mà ăn mặc lố lăng kém thẩm mỹ, chân to đùng mà vẫn thích khoe. Nhiều người khá bất ngờ khi Lâm Chi Khanh không hề có phản ứng ăn theo hay câu trả lời gì trước bình luận này. Dù giữa cô và Hương Giang vẫn tồn tại xích mích, có lẽ im lặng chính là câu trả lời tuyệt nhất trong tình huống này. Xem ra Lâm Chi Khanh vẫn rất da dáng đàn chị, cư xử đẹp khiến người ta nể phục. Đừng ai hỏi tiền đâu mà mua 3 căn nhà liền nữa, Midu khoe luôn thu nhập mỗi ngày lên Facebook cá nhân. Hóa ra đây chính là câu trả lời cho những thắc mắc Midu lấy tiền ở đâu mà mua một lúc 3 căn nhà sang chảnh. Cách đây vài ngày, Midu đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cùng bố mẹ đang ký kết hợp đồng mua nhà. Theo đó, hot girl xinh đẹp chia sẻ: "Quyết định ký mua thêm 3 căn hộ vào dịp cuối năm, bính thân như vậy là quá mãn nguyện, giờ chỉ chờ đinh giàu đến và cố gắng hơn nữa thôi", khiến nhiều người há hốc miệng ngạc nhiên. Ngay lập tức, nhiều người đã dành cho Midu những lời chúc mừng cùng sự ngưỡng mộ trước tài năng của cô gái sinh năm 1989. Tuy nhiên, cũng không ít người cũng bày tỏ thắc mắc không hiểu Midu mua tận 3 căn nhà làm gì và cô kiếm tiền từ đâu mà nhiều vậy. Midu khoe đi mua nhà với bố mẹ, ai nghe đến con số 3 cũng thấy choáng. Có người bình luận rằng Midu mua 3 căn nhà như đi chợ mua mớ rau. Midu cho biết bản thân mua nhiều nhà như vậy để đầu tư mà thôi. Câu hỏi Midu lấy tiền từ đâu chắc chắn vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Tuy nhiên, những ai quen biết với cô nàng thì đều biết Midu ngoài đóng phim truyền hình điện ảnh thì còn làm người mẫu quảng cáo, đại sứ thương hiệu, tham gia nhiều sự kiện và tất nhiên số tiền thù lao không hề nhỏ. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1989 còn có 2 cửa hàng kinh doanh thời trang, tiền kiếm được cũng khá ổn định. Mới đây, Midu đã khoe thu nhập của mình những ngày đầu năm lên trang cá nhân mà ai cũng phải choáng. Một ngày của tháng 1 đầu năm, hai shop của cô bán được hơn 70 triệu tiền hàng. Một ngày khác cũng ngót nghét 50 triệu. Nếu một tháng 30 ngày mà thu nhập của Midu cứ như thế này thì số tiền kiếm được mỗi tháng chắc chắn phải có đơn vị tỷ đồng. Nhưng hệ số 12 tháng thì ai cũng biết mức độ hoành tráng thế nào. Chỉ thu nhập từ kinh doanh đã choáng vậy, ngoài ra cô còn làm nhiều việc khác nhau nữa. Midu úp mở khoe tiền kiếm được mỗi ngày thế này thì chắc không còn ai thắc mắc cô lấy tiền ở đâu mà mua được 3 căn nhà liền một lúc như vậy. Tất cả chúng ta đều được truyền cảm hứng bởi những câu nói này trong đêm gala We Joy Our World 2016. Không chỉ để lại ấn tượng bằng những màn trình diễn sôi động, những tiết mục công phu hay những phần trao giải đầy cảm xúc, Gala We Joy Our World 2016 còn truyền được cảm hứng đến tất cả khán giả bằng một loạt những câu nói sau. Vậy là đêm gala vinh danh và trao giải của We Joy Our World 2016 đã chính thức khép lại. Xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ, hàng loạt giải thưởng đã tìm được chủ nhân xứng đáng, hàng loạt những cái tên đã được xướng lên ở từng hạng mục trong tiếng vỗ tay không ngớt từ phía khán giả. Không chỉ dừng lại ở một lễ trao giải và tôn vinh thông thường, Gala We Joy Our World 2016 còn là nơi để tất cả mọi người có thể cùng nhau trải lòng, chia sẻ những gì chân thật nhất, đồng thời kể lại hành trình của bản thân, nhìn lại cách mình đã vượt qua khó khăn và đi tìm nguồn cảm hứng ra sao. Cả trên sân khấu lẫn ở những hàng ghế khán giả, chúng ta đã thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi vì câu chuyện đầy cảm xúc của thầy giáo Trần Bình Phục, chuyện về người họa sĩ khuyết tật nhưng đầy nghị lực Lê Minh Châu hay chuyện về cha con Minh Hấp. Những gương mặt, những nhân vật được xướng tên vào tối qua, họ có thể khác nhau về nghề nghiệp, về mức độ nổi tiếng, về xuất thân và hoàn cảnh. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tất cả vẫn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lan truyền nguồn cảm hứng bất tận mà cuộc đời đã trao cho họ, đồng thời cống hiến hết mình, sống trọn vẹn vì những gì mà mình tin tưởng. Mỗi người lại có một cách thể hiện nguồn cảm hứng riêng, và trong tối qua, không ít câu nói đã khiến khán giả vỗ tay nhiệt liệt vì quá đúng và sâu sắc. Chibu, ngày hôm nay Chibu đã trưởng thành hơn, đã làm được nhiều thứ hay ho hơn, rồi dám bước lên thảm đỏ của một lễ trao giải quốc tế và tự hào nói rằng tôi là một nghệ sĩ Việt Nam. Thầy giáo Trần Bình Phục, nó xuất phát từ trái tim của tôi yêu bọn trẻ thật sự, tôi muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho các em bớt khó khăn, bớt khổ mà thôi. Mai Ngô, với Mai, tình cảm, cơ hội, sự kiên nhẫn mà mọi người chờ xem Mai, chấp nhận một Mai Ngô ngổ ngáo. Làm những điều mình thích mới là điều quý giá nhất. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tôi nhận ra rằng trên đời này còn rất nhiều cảm xúc tích cực, thì tại sao chúng ta không lan truyền cảm hứng tích cực đến với mọi người? Tôi muốn một ngày nào đó sẽ kể lại những câu chuyện tích cực ấy bằng điện ảnh. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tôi đang mơ một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ cảm xúc tuyệt vời. Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, tôi cho rằng sự ghi nhận hôm nay rất là con người, nó giúp cho con người ngày càng trở nên con người hơn để có thể vươn lên làm những điều không thể. Siêu mẫu Thanh Hằng, nghệ thuật sẽ thăng hoa nếu được truyền niềm cảm hứng. Bóp, khi biết tin mẹ bị ung thư, con cảm thấy rất lo sợ, đây là điều tệ hại nhất cuộc đời con. Chị Hoa, vợ cố nghệ sĩ Trần Lập, chính tâm hồn của chúng ta sẽ là nguồn cảm hứng lớn nhất cho mọi người. Vận động viên Hoàng Xuân Vinh, với niềm tin, đam mê và ước mơ, chúng ta có thể làm được những điều kỳ diệu. MC nghệ sĩ Phan Anh, với riêng tôi, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa nhất khi chúng ta biết rằng chúng ta cần phải sống cho mọi người. Họa sĩ Lê Minh Châu, Châu không nhận một chiếc xe lăn nào đâu, Châu thích đi bộ hơn, ai cho Châu chiếc xe lăn là Châu đều cho lại hết. Châu không cần biết trị giá chiếc xe lăn là bao nhiêu, Châu không quan trọng.